Muốn đánh ra chất thạch cao phải làm sao ạ? Các bạn lưu ý, trong hình họa trì, dù là bất cứ vật liệu gì, thạch cao hay đa vật liệu như trong tĩnh vật thì đều được tạo nên từ sự chênh lệch sắc độ màu da. Nếu như bạn mở mắt to hay là lim dim mắt mà nhìn thấy sự chênh lệch sắc độ trong bài của bạn giống với mẫu thì 100% bạn sẽ tạo ra được một vật liệu giống hệt nó. Ví dụ, để thể hiện một khối lồi lên, chúng ta cần phải có những sắc độ chính như sáng, trung gian, ranh giới, phản quang, bóng đổ. Theo như cảm quan của mình giả sử phần ranh giới tối sẽ là 7 đơn vị và mình cảm giác phần phản quang sẽ là 5 đơn vị, phần bóng đổ lúc ấy sẽ là 8 đơn vị. Thì dù đánh tông cao hay tông thấp, bạn vẫn phải đảm bảo sự chênh lệch sắc độ đó giống với mẫu. Ví dụ cảm giác phần ranh giới là 4 đơn vị, phản quang lúc ấy sẽ là 2 đơn vị và bóng đổ sẽ là 5 đơn vị. Khi làm sáng tối cần lưu ý luôn luôn lim dim và mở to mắt để kiểm tra sự chênh lệch cùng một vị trí với mẫu. Sau khi đã đánh xong, tiếp tục so sánh phần lân cận rồi lan ra toàn bộ bài. Đúc kết lại, bạn chỉ cần quan sát so sánh tỉ mỉ hơn mà thôi.